thông điệp gửi tới những người đang kinh doanh online hay là đang kinh doanh truyền thống và muốn áp dụng tình yêu vào để tăng doanh số. Và đây là điều mà tôi muốn bật mí với cả bạn. Bộ thẻ thần chú mê đắm khách hàng của tôi, nó là kết tinh từ tất cả những cái sản phẩm trước của tôi. Từ thần chú mê đắm này, thần chú chinh phục và tất cả những thứ tinh hoa thì tôi đưa vào đây. Và như bạn đã biết ấy, thì tôi vốn xuất thân là chuyên gia tâm lý và tôi đã tư vấn cho rất là nhiều cặp đôi trở nên hạnh phúc hơn. Và khi mà quyết định chuyển sang cái ngách mà kinh doanh này thì tôi đã đem rất là nhiều những cái kiến thức, những cái chiến lược mà marketing ở trong tình yêu, ở trong mối quan hệ và đưa vào trong cái bộ thẻ là chúng mình đóng khách hàng này. Thì đây là một cái sản phẩm mà tràn đầy tình yêu. Bạn sau khi mà đưa cái tình yêu vào trong cái sản phẩm này thì tôi mới cảm thấy đúng thực sự là tình yêu là điều cốt lõi và bao trùm tất cả. Tình yêu ở trong quan hệ đôi lứa, rồi tình yêu giữa bố mẹ và con cái, rồi ở trong bán hàng thì là tình yêu nhân loại giữa người và người, giữa người bán và người mua. Thì khi mà đưa tình yêu vào thì thực sự là mọi thứ nó đều thay đổi và nó đều nở hoa. Và chính bản thân công ty chúng tôi cũng đã đưa tình yêu áp dụng vào trong cái quy trình của chúng tôi và đạt được những kết quả vô cùng to lớn. À, nếu như bạn có tìm hiểu về trường năng lượng ấy, thì bạn sẽ biết rằng là cái nguồn năng lượng tình yêu là một cái nguồn năng lượng mà tạo ra một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, vô cùng to lớn. Đấy, và khi mà áp dụng cái trường năng lượng tình yêu này ấy, thì người mua hàng sẽ mỗi lần nhìn thấy món hàng này thì sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực, hoặc cứ mỗi lần mà nghĩ tới người bán, cũng mỗi lần nghĩ tới bạn thì cũng sẽ cảm thấy cực kỳ tích cực. Và đây là chìa khóa để giúp cho họ liên tục mua hàng lần sau và họ cuồng nhiệt hơn với những sản phẩm mà bạn cung cấp. Và đây là điều bí mật không nhiều người biết đâu, bí mật nhất. Tất cả là chỉ nhằm vào tình yêu, tất cả nhằm vào việc mà những cái ngôn từ ngọt ngào, không chỉ ngọt ngào mà còn có lửa và tạo ra được tình yêu, tạo ra được cái cảm xúc tích cực khi mà một người tiếp xúc với cả bạn. Thì những cái bộ thần chú mê đắm và thần chú chinh phục trước ấy thì nó được chỉ định hoàn toàn là áp dụng trong mối quan hệ giữa người và người. Đấy, còn cái bộ thần chú mê đắm khách hàng này thì dựa trên một cái quy trình sale, một cái quy trình bán hàng chuẩn mà tôi cũng đã tìm ra sau một cái quá trình nghiên cứu rất là lâu dài. Và tôi đã thử nghiệm với nhiều loại sản phẩm khác nhau và đều ghép cái bài sale vào, bài sale mà cái sản phẩm này dựa trên thì đều đạt được kết quả vô cùng to lớn. Và cái quy trình sale đó thì tôi cũng sẽ bật mí cho bạn khi mà bạn có cái bộ sản phẩm này. Đấy, và cái quy trình sale đó kèm với cả cái bộ thần chú mê đắm khách hàng này nó sẽ tạo thành một thứ vũ khí cực kỳ kinh khủng cho những người mà muốn nâng cao doanh số của mình. Nhưng mà tôi vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với cả mọi người rằng là để có thể trở thành một người sale bền vững, một người bán hàng bền vững ấy, thì phải chọn các cái sản phẩm tốt, phải chọn các cái ngách sản phẩm mà nó là sản phẩm chính hãng này, rồi sản phẩm có đăng ký, rồi nộp thuế đầy đủ. Đấy, thì như vậy thì chúng ta mới có thể bền vững ở trên thương trường được. Và cái bộ sản phẩm thần chú mê đắm khách hàng này nó đang trên đường về. Và chỉ một vài ngày nữa thôi thì tôi sẽ cho thêm bạn, tôi có thể cho thêm bạn là được những cái thông tin về cái bộ sản phẩm này và về những ưu đãi nếu như bạn đặt sớm bộ sản phẩm. Nhưng mà chỉ một vài ngày nữa thì tôi mới có thể cho bạn thông tin này. Và hẹn gặp lại bạn, và hãy đừng quên đăng ký vào kênh của tôi, và gặp lại bạn vào ngày mai. Bye bye.